Đài Fox News đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra mắt nền tảng mạng xã hội mới của riêng mình vào ngày 4 tháng 5 với tên gọi Từ bàn làm việc của Donald J. Trump. Bên cạnh thông báo mới ra mắt trang mạng xã hội này, ông Trump còn đăng tải bài viết đầu tiên là một đoạn video mô tả đây là một nơi để nói chuyện tự do và an toàn. Trong thời gian của sự im lặng và dối trá, một ngọn hải đăng của tự do đã xuất hiện. Đoạn văn bản miêu tả video viết: nền tảng mạng xã hội này được cho là sẽ cung cấp cho cựu Tổng thống Mỹ cơ hội để đăng các thông điệp, hình ảnh và video trực tuyến. Người dùng có thể xem các tuyên bố cũ từ ngày 24 tháng 3 của ông được đăng trên nền tảng này. Tuy nhiên, trong khi những người theo dõi ông Trump thường sẽ được chia sẻ bài đăng của ông trên các trang mạng xã hội khác như Facebook và Twitter, nền tảng mới này lại không có khả năng cho phép người xem trả lời hoặc tương tác với các bài đăng. Tài khoản của ông Trump trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat và Twitch đều đã bị khóa sau khi ông bị cáo buộc kích động cuộc bạo loạn chết người hôm 6 tháng 1 ở điện Capitol. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.